Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, ngài là bậc Ca Lăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri, ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nay mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nay mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-la-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bhutan saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bibudang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam bidhammang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sanghang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanghang saram gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang kacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi buddhang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ranakahanam paripunnang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma pan te dạ xin vâng. Ba na ti ba ta we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. A Brahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối.
Sú ra mê rí yá mát chá bá má đá thá na vê rá má ni sá khá bá đăng sá má ni yá mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đó nó xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Vi ca la phô sá na vê rá má ni sá khá bá đăng sá má ni yá mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đó nó xa sự ăn sá giờ. Nát cha ghi ta và đi ta vi su ga đa sa na ma la gần thát ưu bình đề thá ra thá ra na màn đa na vi phụ ưu sa na thá na vê ra ma ni sê khá bà đăng sa ma ya mê. Con xin vâng dự điều học là quý vị ra xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sĩ gia na ma ha sĩ gia na vê ra ma ni sĩ khá bà đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đến xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Pa na ti pa ta vê ra ma ni sĩ khá bà đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý chân xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sử dụng cáp. Brahmacharya viramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sử thông dâm. Musawada viramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chay. Vikala pochana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự ăn sái giờ. Nạp cha ghi ta và đi ta vi su ga đa sa na ma la gan ta vi lê pa na tha ra na man da na vi pu sa na tha na vê ra ma ni sĩ ka pa đang sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Ukya saya nama saya nam viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chốn nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthanga samana gatang buddha panyan tang uposatang iman cha rati iman cha divasang samma deva pyarakhiton samadhiyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch chốn ngày nay và đêm nay. Mong cầu được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Imani atha sikha badani uposasi vlasena iman jaratani manjidivasang satukang katawa apamadena sama arakitapang. Chỉ thiện chính nên thọ trì và quan trai giới cho trọn ngày nay về đêm nay, không nên dĩ vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sì lê na su ga tanh yanh tì, sì lê na phô ga sa ba đa, sì lê na ni po tanh yanh tì, ta sma sì y lăng vi sô ta ye. Các chúng sanh được sanh về cõi đời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ lực chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay,
Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng Truyền Tam Quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huynh thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngu ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh sám hối và thọ trì quy giới, dạ đại thay mặt đại chúng trong đạo tràng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ hai vị xung phong ôn đại bản pháp cú số 259. Dạ thấy cô tu nữ, không phải cô tu nữ như pháp giơ tay à, kính mời cô nhé. Không thể nào quên thì có cô vào sớm. À dạ, kính mời cô thư nữ như pháp ạ. Dạ, xà thủ kinh cảm ơn Vinh Quát Hà Lá. Dạ, cảm ơn cô Sạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn Nhân Phạm. Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ơn đức tăng bảo, ơn đức phân đức pháp, ơn đức tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ nhẫn đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào cô, kính lễ cô tu nữ tuệ duyên, kính chào Maharaja, mến chào Thi An La, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Sạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Hồng, mến chào Đạo Hữu Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào cô Trần Đạo, mến chào Nhung Phạm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú thanh thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo thọ trì quy giới và sám hối. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở sân và cho đạo tràng được tín pháp. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tuyên phong ông bài pháp cú kinh số 259. Và Như Pháp mời kính mời cô tu nữ tuệ viên cùng tất cả quý vị trong đầu tràng vị nào phải xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ con kính dâng mít đến đại đức tuệ nhẫn. Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử, con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ đức, con xin được phép ngâm kệ số 259 ạ. Nata vata dhamma tharong yavata bahu fasati yoja appam pisutala dhammang kayena pasati sawe dhamma tharohoti yo dhammang nappamayati. Natawata dhammataro yawata bahu fasati yoja appam pisutwana dhammang kayena pasati sawe dhammataro hoti yo dhammang nappamacchati. Natawata dhammataro yawata bahu fasati yoja appam pisutwana dhammang kayena pasati sawe dhammataro hoti yo dhammang
Anapanchati. Không phải vì nói nhiều những danh chỉ pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng dật chánh pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh chỉ pháp. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không chỉ pháp, gõ kêu giống không, ít nghe sợ học có chừng, mà chuyên pháp danh lừng suốt thông. Bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức ạ. Một lần nữa con kính hành lễ chư đại đức tăng và sư sinh nhường mic cho luôn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham mô Sàng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 259. Natta Watta Thammataro Awatta Pahufa Sati Yojappam Visutana Tham mang ca ye na pa sa tí sa quê tham ma tha rô hồ tí vô tham mang na pa ma cha tí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng, ít nghe sở học có chừng, mà chuyên trì pháp danh lừng xuất thông. Là phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Natta Watta dạ kính mời cô tu nữ Tại Duyên và sư Tại Đức rất mít rồi ạ. Dạ thú bác thầy giá ma giá san khai con thành kính đảnh lễ chư tôn lễ tòa Minh Hạnh đại Tuệ Nhẫn đảnh lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và thân chào quý thầy nam tín nữ. Dạ cảm ơn Tina Dung Phạm đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Vinh Quách Thanh Á. Dạ bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 259. Natta Watta Thammataro Yawatta Pahupasati Yochak Bang Visutwana Tham măng cà dê nắp bát sa tí sa quê tham má tha rô hồ tí vô tham măng nắp bát cha tí na ta qua ta tham má rô ya qua ba ya qua ta ba hu ba hu pha sa ti yo cha áp băng bi su tòa na tham măng ca ye na pa sa
Sati Sai Dhamma Thoti Tăng Nắp Bạc Ngọc Cha Ti Na Ta Qua Ta Dhamma Tha Rô Ya Qua Ta Pa Hù Pha Sa Ti Yod Cha Ap Bi Su Tua Na Tham Măng Ca Ye Na Pa Sa Ti Sa We Tham Ma Tha Ro Ti Yo Tham Măng Na Pa Ma Cha Ti. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp. Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không pháp vẫn thùng, ít nghe sở học có chừng, mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên ôn bài xong. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Đảnh lễ chư công đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Như Pháp, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc kinh pháp cú số 259. Na ta quá ta thầm má tha rồ và quá ta bá hú phà xá tí dồ cha ấp bầm bí su tòa ná thầm măng ca về na bát xá tí sa quê thầm má tha rồ hồ tí dù thầm măng nắp ba mát trá tí ná ta quá ta thầm má tha rồ và quá ta bá hú phà xá tí dù cha ấp bầm bí su tòa ná thầm măng ca về na bát xá tí sa quê thầm má tha rồ hồn tí vô thầm măng nắp ba mắt trá tí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ná ta quá ta thầm má tha rồ và quá tà báo hú phà xá tí vô cha ấp phầm bí xú tòa ná thầm măng ca về ná bát xá tí xá quê thầm má tha rồ hồn tí vô thầm măng nắp bá mát xá tí. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng, thích nghe sở học có chừng, mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 259. Ná ta quá ta thăm má thá rồ và quá ta bá hú pa xá tí vô chá áp bằng phí xú to ná thăm măng ca dê ná pháp xá tí xá quê thầm má khá rồ hồ tí vô thầm ná bá mát chá tí ná ta quá ta thầm má khá rồ
Ya wa ta pa hu pa sa ti Yo cha ác băng ti Su to na tham măng ca ye na bát sa ti Sa quê tham má tha rô hồ ti Yo tham măng na pa mát cha ti Na ta quá ta tham má tha rô Ya quá ta pa hu pa sa ti Yo cha ác băng ti Su to na Tham măng ca dê ná phát xá tí Xá quê tham má thá rô hồ tí Vô tham măng ná phá mát chá tí Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp Không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rỗng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của Sếp Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức, Đại Đức, Đại Đức, Đại Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng lễ, Cô Tu Nữ Như Pháp, Cô Tu Nữ Tị Viên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 259 ạ. Nà ta va ta thầm ma tha ru Ya va ta ba hu ba sa ti Yo cha a pang bi sut toa na Tham ma ca ye na bát sa ti Sa ve tham ma tha ro ho ti Yo tham ma nap ba mát cha ti Na ta va ta tham ma tha ro Ya va ta ba hu ba sa ti Yo cha am bi sut Sụt tỏa, dù cha a băm bì sụt tỏa na, thăm măng ca dê tà bát sa ti, xà vê thăm ma thà rô hô ti, vô thăm bà mát cha ti. Không phải gì nói nhiều, mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít, nhưng thân hành đúng pháp, không phóng chánh pháp, mới xứng danh trì pháp. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp Cổ kêu rùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Cảm ơn Vinh Vá Thanh Na đã phát bài Con xin gửi mít lại cho Sít Ti Na Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 259. Natta Watta Tham Mataro Ya Watta Pahupa Satiyo Ja Am Appan Pisu Toa Nat Tham Mang Kaye Napas Sati Sakwe Tham Mataro Ho Ti Yo Tham Mang Napas Mát chát tí, không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp. Những ai tuy nghe ít, nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, mới xứng danh trì pháp của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà ta wa ta tham man tha ru Ya wa ta ba hu ba sa ti Yo cha am băng phi su toàn na tham măng ca ye na phan sa ti sa quê tham ma tha ro ti yo tham măng nam pa man cha ti thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rộng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng.
Dạ sa thú Siddhina. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Đức, Đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin ôn bài câu pháp cú 259 ạ. Na ta wa ta thamma tha ro ya wa ta ba hu pha sát tí yô cha áp bằng tí su tòa na ca ye na bát sát tí sa we ma tha ro hồ tí yô tham măng na ba ma cha tí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh chỉ pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, mới xứng danh chỉ pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: thuộc lòng giáo pháp nói nhiều, mà không chỉ pháp kêu rỗng thùng. Ít nghe sở học có chừng, mà chuyên chỉ pháp danh lừng suốt thông. Phổ thơ của Hòa Thượng dưới. Con xin kệ câu 259 ạ. Natawata thammataro yawata ba hu pha sati yo cha appang ki su toa na tham mang ka ye na pa sa ti sa we tham ma tha ro ho ti yo tham mang na pa ma cha ti. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin kính cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Dung Phạm. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Như Pháp. Kính chào đạo tràng và cảm ơn cô Sẵn Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Và cảm ơn Dung Phạm. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 259 Như Pháp. Xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn những bàn tay xinh đẹp đã đưa lên để ôn bài hôm ngày hôm nay. Bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 260. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng Như Pháp nắng tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu A Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu A Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bơn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tịnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh 260. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân Minh Đinh Sư. Dạ, mọi thứ ngày hôm qua và hôm nay chúng cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu, và hãy nào bắt đầu
Và khi nào chúng ta luôn luôn bắt đầu thì lúc đó cũng là kết thúc. Bởi vì chỉ có sắc la hiện tại, mọi thứ dầu nó tốt đẹp đến bao nhiêu thì chúng cũng không còn quan trọng gì nữa. Chúng đã trôi vào quá khứ vô tận và không bao giờ sanh khởi trở lại. Dầu ngày hôm qua hay ngày hôm nay có thất vọng, có thất bại đến bao nhiêu thì chúng cũng đã chấm dứt, không còn tồn tại gì nữa cả. Và bây giờ cũng chỉ là các quẩn đang sanh khởi ở ngay đây, hiện khởi ngay bây giờ. Một ngày trôi qua, hầu như tất cả chúng ta đều chìm trong vô minh. Sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng xúc chạm rất đổi đơn giản, bình thường. Nhưng thật khó thay để hiểu được cái thấy chỉ là cái thấy. Cái thấy không phải là đàn ông, đàn bà. Thật khó thay để hiểu đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà. Chúng không có sầu, bi, khổ, u ai. Chúng chỉ là một màu của một tứ đại hiện khởi và rồi biến mất. Thật khó thay khi mà hiểu được âm thanh chỉ là âm thanh. Hằng ngày những cái cứng, cái mềm sanh khởi suốt cả ngày, nhưng hầu như không có một chút chánh niệm nào về chúng. Liệu rằng cái cứng nó có thay đổi thành cái mềm được không? Không, mãi mãi. Chúng không bao giờ thay đổi được, nhưng chúng vẫn đang ở đó để chờ cái hiểu biết. Nhưng hầu như chúng ta đã quên giáo pháp của Đức Phật về nói về các đặc tính sanh khởi trong đời sống này. Nó chính là khổ quẩn, mà nó cũng chính là sắc quẩn, nó cũng chính là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, luôn luôn sanh khởi và hoại diệt trong từng sát na. Thế giới sanh khởi khi cái thấy sanh khởi, khi cái thấy diệt đi, thế giới đã diệt đi hoàn toàn. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới lại sanh khởi, cái nghe diệt đi thì thế giới đó lại diệt đi hoàn toàn. Khi cái ngửi sanh khởi thì thế giới sanh khởi và cái ngửi diệt đi thì thế giới lại diệt đi. Khi sự xúc chạm sanh khởi thì thế giới lại sanh khởi, sự xúc chạm diệt đi thì thế giới lại diệt đi. Từng sát la thật ngắn ngủi và vô thường. Chúng đã là như vậy. Các pháp thì không hề thay đổi bản chất của chúng. Nhưng để hiểu được tính chất vô thường của chúng thì chỉ nhờ vào sự nghe pháp một cách đúng đắn và phát triển hiểu biết để hiểu dần ra chúng đang có mặt ở ngay trong đời sống này, nhưng chúng rất là tiềm ẩn và chúng đã bị vô minh che đậy lại. Từng sát la hoàn toàn ở đó, không có một ai, không có một con người nào cả. Chỉ có các dòng pháp trôi chảy, phiên miễn, hết thiện rồi lại bất thiện, hết thấy rồi nghe, hết nghe rồi ngửi, hết ngửi rồi xúc chạm. Quý vị có cảm thấy đó là một sự thật không? Và nó không còn gì cả. Chính vì vậy Pháp Hữu Vi Đức Phật dạy mới đáng nhàm chán. Nhưng mà thật khó thay để thấy chúng như chúng là. Và chúng đã được chấp thủ thành nhiều thứ ở trên đời này. Chính vì điều đó mà chúng ta cần phải nghe diệu pháp cho thật đúng đắn để thấy ra các pháp trong đời sống hoàn toàn vô ngã và không có một ai kiểm soát và không có một ai thực hành cái gì cả, mà chỉ có các pháp sanh khởi bởi duyên riêng của chúng và rồi diệt đi hoàn toàn. Và giờ đây chúng con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo và xin chia sẻ câu kệ Pháp Cú này. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Aphivadeemi Sakhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagawato Savaka Sangho Sanghang Namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh.
Nhưng chỉ với những ai có duyên lành, người đó nghe và thực hành theo diệu pháp mới chứng đắc được lý tứ thánh đế, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo trong dòng trầm luân, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo trong kiếp tái sanh của mình. Với phần phước do đành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả phước lành này đến tất cả chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Khắc Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Dân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chư phước lành này đến tất cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tưởng hóa lâu dài, và luôn luôn tinh tấn học và hành theo diệu pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Buddhaya. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 260. Chúng con xin đọc một lần. Na te na thê rô sô hô tí dê nát xá pa ni tăng sĩ rô Paripakko vayo tassa mokha chino tibuchati. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Vậy chúng ta thấy ở đời cũng vậy, có nhiều người họ sanh ra cho đến già đến chết, nhưng mà cái đầu của họ không có phát triển được, họ chỉ phát triển cơ bắp và thịt thôi. Họ ngu đần, và đó là những cái ác nghiệp của họ, đó là những cái phiền não do tích lũy nhiều đời. Mặc dầu họ cũng sanh ra làm người, nhưng mà họ thua cả những đứa trẻ. Chúng ta biết là có những cái người trẻ tuổi 7-8 tuổi đó là thần đồng, là những cái nhà âm nhạc nổi tiếng, hay là nhà tiên tri, hay nhà bác học. Thì trong ở đời cũng vậy, mà trong chánh pháp của Đức Phật cũng vậy. Như chúng ta thấy ở trong kinh điển thì ngài Sari, ngài Thích Xá hay là ngài Sari Xú Khá mới 7 tuổi thôi, ngài đã là vị A La Hán lậu tận thông rồi. Và chúng ta biết là ở Việt Nam của mình thì chúng ta biết là ngài Giác Nguyên ngài có 6 tuổi thôi là ngài đã thuyết giảng diệu pháp rồi. Rất các cô các bác thời đó lớn tuổi cung kính, thậm chí vừa bế ngài lên ẵm ngửa ngài bán để trên ghế, dép thì rơi xuống, nhưng mà các ông các bà các cô đã đảnh lễ rồi. Để chúng ta biết rằng là đó là do gì, do phước, cái quả phước đời các ngài đã tạo, cái nhân duyên, cái phước đức. Tuy rằng ngài sanh ra đời này tuy nhỏ, nhưng mà cái trí tuệ, cái nghiệp nó đã thù thắng. Thì cũng vậy, ở cái chùa Viên Không cũng vậy, có một cái chú có một cái vị sa di mới 6-7 tuổi thôi, của em của chú Giáp đó, thì tên là Thiện Đăng đó, đã học hết những cái kinh, và thậm chí kinh chuyển pháp luân là thuộc lào lào vậy đó. Thì rất là được thậm chí chư tăng cũng thương kính các cô các bác. Thì chúng ta biết được là như vậy, thì tuổi tác cao nhưng mà ngu dốt thì sống chỉ đến bạc đầu, chỉ ăn non như là heo lo bụng thôi, chứ không có làm được một cái gì cho đời. Thậm chí là nhiều người sanh ra tuy làm con người nhưng mà dậu nhẹt bê tha, không có đem đến cái của cải tài sản gì cho gia đình, cho vợ con gì cả. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, có nhiều người cũng đi xuất gia, nhưng mà do cái ác nghiệp, do những cái phiền não chi phối, và do cái sự biến nhát, họ không có học hành tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, và không có tinh tấn trong cái chuyện mà đào luyện tâm trí của mình. Thì dầu là họ trong chùa, họ mặc y vẻ bên ngoài thật là đẹp đẽ, tướng mạo thật là trang nghiêm, nhưng mà họ không hiểu gì về năm uẩn, họ không hiểu gì về tứ thánh đế, họ không hiểu gì về pháp, về luật, họ không hiểu về giới định tuệ, họ không hiểu về
họ không hiểu về về tứ thánh đế hay là về tứ niệm xứ, kinh kệ họ không học, thì họ sống họ chỉ là mặc chiếc y vậy thôi, sau khi chết thì họ sẽ không đạt được cái đức hạnh, và cũng không, và sau đó thì họ sẽ đi vào những cái cõi khổ. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là Đức Phật đã, Đức Phật không phải nói rằng cái người đó sống ở trong chùa lâu năm, già não liên thì được gọi là trưởng não trong giáo pháp của Đức Phật. Trưởng não của giáo pháp của Đức Phật đó là cái vị tỳ kheo phải trang bị đầy đủ kiến thức về pháp học, rồi ứng dụng trong cái sự hành pháp trong đời sống hàng ngày, và luôn luôn phải tinh cần tinh tấn để quán xét, để thấy ra lý tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh bảo. Thì dầu vị 10 tuổi, 20 tuổi hay là 100 tuổi thì vị đó cũng được gọi là vị trưởng lão. Còn nếu như mà chỉ sống 5-7 năm mặc y được 5-7 chục hạ, nhưng mà giới luật không thông hay là pháp học, pháp hành mà không có thực hành, không có tinh cần trong dự pháp, thì Đức Phật cũng không có tán thán cái người đó. Và Ngài chỉ nói là cái người đó được gọi là trưởng lão ngu. Mặc dầu thì Chư Tăng luôn luôn cung kính, cung kính mình với cái sự lớn hạ, nhưng mà trong cái bản thân của mình á, thì cái tố chất của cái phần tâm linh á, nó không toát ra được để cho một cái sự để có được cái phẩm hạnh đáng cung kính từ nơi mình, tức là mình thực sự đáng được cung kính từ mình. Có thể là người ngoài người ta không có cung kính mình, nhưng mà cái vị mà có giới luật, có pháp hay là có hạnh thì tự nơi mình biết, thì chính mình sẽ biết được cái nơi cung kính tự nơi mình. Có nhiều người thì các bậc thánh thì không được những cái người khác cung kính, nhưng mà Ngài vẫn là bậc thánh. Như vậy là Ngài vẫn có được cái pháp cung kính, pháp đáng được kính, đó là cái pháp kính. Tức là Ngài có được cái hương vị chánh pháp từ nơi tâm. Còn đôi khi có những cái ác nghiệp mà trong đời sống đó Ngài không được ai cung kính cả, nhưng mà trong tâm của Ngài thì Ngài vẫn có cái pháp cung kính đó. Ngài vẫn xứng đáng là cái pháp được làm trưởng lão, chứ không phải là người ta chê Ngài nhiều, tất cả mọi người chê Ngài rồi Ngài không được cung kính. Thì chúng ta phải nhớ cái điều đặc biệt là cái chân pháp nó nằm ở cái cội gốc của nó. Chúng con xin đọc một lần Natte Nathero Khoti Yenasa Patitang Siro Paripakko Vajotasa Mokhak Chino Tivuchati. Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Như vậy một vị trưởng lão là phải có đầy đủ pháp học, pháp hành. Là nếu phải tiến tới được pháp hành, Ngài phải biết hướng dẫn các cái chúng đệ tử học kinh, học luật, hành trì pháp thì mới được gọi là bậc trưởng lão. Chứ còn bậc trưởng lão mà có những vị thì thậm chí là tu 10 năm rồi cái biên đú, cái y cũng không có biết được cái từ biên đú nữa. Thưa quý vị, có nhiều vị ở bên Bắc Tông qua mà vị đó không chịu học kinh, vị đó chỉ thích đi tu thiền, rồi vì đó về thì vì đó kể hết trường thiền này trường thiền kia, nhưng mà cái biên đú cái y thôi, vì đó bốn hà vì đó cũng không có thuộc cái biên đú y măng biên đú cấp tăng cái đô hí nữa. Nếu một cái từ đó thì chúng ta thấy cái đó là không thể chấp nhận được trong một cái vị tỳ kheo, thì huống chi là những cái khác. Thì chúng ta biết là để trở thành một vị tỳ kheo á, là trở thành một vị tỳ kheo đã khó rồi, mà trở thành một vị trưởng lão đầy đủ đức hạnh, oai nghi tế hạnh cả lời ngoài, ngoài thân được trang nghiêm, nhưng mà trong thân là phải có cái diệu pháp nó được tỏa sáng ở trong đó nữa mới được gọi là vị trưởng lão. Còn nếu như ở ngoài thân có giới hạnh về vẻ bên ngoài thì cũng chưa đủ để trở thành một vị trưởng lão. Trong giáo pháp của Đức Phật, vị trưởng lão là phải biết được cái con đường tứ niệm xứ,
một cách đúng đắn và có thể tiến hành và có thể chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Và tối thiểu vị đó cũng phải biết được rằng là mình tu tập chắc chắn cái con đường này có đầy đủ đức tin, và nếu kiếp này mình không có đắc đạo quả, mình cũng biết được rằng là do nghiệp và do ba la mật nó chưa đủ đầy, mà vị đó phải thông được tứ niệm xứ. Thì cái đó mới được vị trưởng lão. Chứ không phải là vị trưởng lão là chỉ là mặc chiếc y rồi là tuổi tác cao rồi gọi là trưởng lão. Vậy thì chúng ta biết là thời buổi ngày xưa thì các ngài rất là học, chăm học, và cũng vậy. Bây giờ mà nếu mà các sư không chăm học thì cũng sẽ thua các người cư sĩ rất là xa, xa đến diệu vợi luôn. Bởi vì bây giờ thông tin rất là nhiều. Và nếu như mà một vị sư mà không có pháp để lương não thì mình rất là tủi hổ. Khi mà mình thấy các cái cư sĩ họ rất là giỏi, thông thuộc rất là nhiều pháp. Như vậy thì chúng ta biết rằng là lời dạy của Đức Phật đó, luôn luôn mang đến trí tuệ. Ở trong mọi trường hợp thì chúng ta đều thấy về nhiều mặt rất là lợi ích. Do đó mà Đức Phật không có tán thán cái người vào đây chỉ đắp y rồi là sống lâu năm lên hòa thượng để nhận những cái của tiền bạc cúng dường, không có. Đức Phật, cái vị trưởng lão ở đây là phải đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ cả về về cái phẩm hạnh mới được gọi là trưởng lão. Dầu cho đầu của vị ấy có bị bạc tóc, không vì thế mà trở thành vị trưởng lão. Vị có tuổi thọ đã được chín mùi ấy được gọi là già, nhưng mà trong cái già của vị đó thì vô vị. Vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái vị tỳ kheo nếu mà không biết tu tập vào trong này, lớn tuổi chỉ là cái người mà ở gia có vợ có con để buồn tuổi cái gì đó vào trong chùa xuất gia cái thời gian cuối đời, nhưng mà lại ương ngạnh, không có nghe lời, không có chịu học Phật pháp, thì về già đó chỉ đem cái ương ngạnh, chỉ đem cái sự ngã mạn, cái sự cống cao mà không có thu lượm được cái lời dạy của Đức Phật, thì cái người đó rất là tai hại, rất là tai hại. Là đời sống của vị đó chỉ là vô vị thôi. Còn một vị trưởng lão khi mà ngài sống từ nhỏ trong chùa mà lớn lên, ngài chuyên chú học hành cho tới khi mà ngài già, thì chúng ta thấy càng ngày các ngài càng đức độ mà có tỏa sáng đến tất cả hội chúng cư sĩ, hội chúng chư tăng, hội chúng chư thiên. Như chúng ta thấy như là ngài hộ pháp, như là chúng ta thấy như là sư ba giác giới, như là chúng ta thấy như là chúng ta thấy như là ngài viên minh này kia, chúng ta thấy toàn là những cái bậc nông tượng để mà chúng ta nương nhờ. Thì chúng ta cũng phải phấn đấu làm sao mà được như các ngài và hơn các ngài, thì rất là điều đó là rất là vô cùng quý báu. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật là cần phải có tăng chúng tài đức vẹn toàn, luôn luôn bồi các cái đức hạnh và trí tuệ để mà là cái giường cột mà dẫn dắt chúng sanh từ đời này qua đời khác để mà chấm dứt cái vòng sanh tử trầm luân này. Thì đây là cái câu chuyện mà Đức Phật nói về cái vị trưởng lão. Thế nào là vị trưởng lão? Cái từ tiếp theo là cái từ ná tê đá, thì chúng ta biết rồi ha. Cái từ thê rô là một cái danh từ nam tánh, chia theo chủ cách trong câu kệ này là vị trưởng lão. Vậy chỉ vị trưởng lão ở đây là vị gì? Vị đó, bất cứ vị nào mà đắc A-la-hán thì vị đó đều là vị trưởng lão hết. Dầu là 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi hay cho đến 100 tuổi thì đều là vị trưởng lão hết. Còn nếu mà trong hạ lạc các vị tỳ kheo
thì đức cái vị mà từ 10 hạ trở lên thì trở thành những cái vị trưởng lão, tức là cho những cái vị tỳ kheo vị 10 hạ mà có thông thuộc luật đầy đủ mà cho được cái vị tỳ kheo tu tập, cái vị cư sĩ tu lên tỳ kheo lên bậc trên tu tập, cái vị đó cũng được gọi là vị trưởng lão. Còn từ năm vị từ một hạ cho tới năm hạ cho tới đến gần 10 hạ thì vị đó trở thành vị đại đức, thì gọi là đại đức, nhưng mà vị đó cũng phải xứng đáng là cái vị đại đức. Còn cái tên gọi là đại đức không thì đã chưa có đủ. Nhưng mà bất cứ một vị nào tu tập tứ niệm xứ mà thông thuộc được tứ niệm xứ thì vị đó trước sau thì cũng trở thành vị trưởng lão. Bởi vì vị trưởng lão ở đây là gì? Là vị đó đã đoạn tận được cái thế lực ma, tức là thế lực của phiền não. Vậy chỉ có tứ niệm xứ, ai đi trên con đường tứ niệm xứ này thì người đó sẽ trở thành trưởng lão mà thôi. Người không bước vào được tứ niệm xứ thì chưa trở thành một vị trưởng lão đích thực được. Còn phải vân tập một thời gian dài nữa. Rồi cái từ Yenassa, nó là một cái hợp từ dê đá cộng với assa. Dê lá là giá, nó là một cái đại từ quan hệ thuộc trung tánh. Và ở đây câu kệ này nó theo sở dụng cách là bởi cái ấy. Cái từ Panitang là Panita đó, là một cái tính từ trung tánh và chia theo chủ cách là tóc bạc, tóc xám cho. Sira là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách trong câu kệ này, là cái đầu. Như vậy cái đầu phải có trí tuệ kìa, chứ còn cái đầu bạc không ấy thì nó không xài được. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Paripakku, nó là một cái hợp từ Pari cộng với Pakka, là một cái tính từ thuộc tính từ tam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là đã được chín mùi, đã già cả lớn tuổi cao liên, già cả lớn tuổi cao liên. Cái từ quá giá là một cái danh từ nam tánh chia theo chủ cách là tuổi thọ hay là mạng sống. Ở những cái trường thiền này, người ta hay để cái từ đa ná, cái từ cái gì má vô này nè, là tức là cái tuổi thọ đó do chư tăng đó. Quá vô là một cái danh từ đam tánh chia theo chủ cách là chỉ cho tuổi thọ hay là cái mạng sống. Từ mô khá cộng với chin nát, nó là một cái nhóm từ đam tánh chia theo chủ cách. Hôm nay có mấy chú thợ, chú đang xây mấy cái cốc ở chư tăng, chú ở trong chùa, nhà chú ở xa nên hơi ồn chút xíu, quý vị thông cảm. Đó là một cái nhóm từ nam tánh khi theo chủ cách là ông già vô vị, ông già giống tuếch. Tức là vị đó sống mang y thôi, chứ mà trong tâm của họ là giống tuếch, tức là họ không biết những, không có biết được những cái pháp trong đời sống hàng ngày. Họ sống chỉ ăn, ngủ và đi đây đi đó qua ngày thôi, chứ họ không có thẩm nghiệm lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái đời sống, thấy nghe người nếm đụng xúc chạm trong đời sống này. Họ sống vô minh vô trí với những cái pháp hiện diện xung quanh mình. Cuộc sống của chúng ta đa phần là như vậy, từ sáng tới chiều, hết kiếp này qua kiếp khác. Các pháp thì ở trước mặt chúng ta nhưng chẳng bao giờ có một sự hiểu biết nào về chúng cả. Các ngài ăn trở thành bậc A-la-hán, còn phàm phu hữu học ăn thì thành tứ niệm xứ, còn cái kẻ ngu ăn thì thành ngạ quỷ, thành súc sanh, thành A-tu-la.
quý vị cũng là cái ăn. Cũng thế, chúng ta thấy cũng là cái ăn. Người ăn thành thánh nhân, người ăn thành người ăn thành từ phàm phu trở thành bậc đức hạnh. Cũng người ăn đó, cũng là vật thực đó, người ăn trở thành dạ xoa, người ăn trở thành Atula, người ăn trở thành ngạ quỷ. Cũng là cái ăn thôi. Rồi quý vị thấy, người ăn thì thấy đây là tứ đại, đây là đất nước lửa gió, đây là cái vật đưa vào cái thân bất tịnh này sẽ làm ô uế, vì đó nhàm chán ly tham đối với thức ăn. Còn kẻ ăn thì khen ngon ham thích, mong mỏi ước ao khát khao, không có thì giận hờn buồn bực vậy đó. Thì cũng là cái pháp đó, phải không? Cũng là cái tứ đại đó, mà người đụng vào nó trở thành tánh nhân, người đụng vào nó thì trở thành tham ái, đụng vào nó trở thành ngạ quỷ, người đụng vào nó trở thành Atula. Cũng là cái đụng thôi, nhỉ? Cũng là cái đụng thôi. Quý vị có thấy vi diệu không? Quý vị không thấy cái thấy cái nghe là vi diệu sao? Rồi tiếp theo nữa là một cái từ mô khác, là tính từ trống rỗng, rỗng tích, vô vị. Cái từ chim ná là căn của nó là căn chi, nó chi theo quá khứ phân từ, và từ nguyên mẫu của nó là chi tất tí, ha. Chi tất tí, và nó chi theo quá khứ nên là nó được là chim ná, là đã già, đã phai màu, cuộc sống tàn lụi rồi. Và đó là những cái từ ngữ của cái bài học này. Và ở đây câu kệ Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là không phải là trưởng lão. Nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Chúng ta biết đó, người trí đó càng già thì trí tuệ nó càng tăng trưởng, nhưng mà người ngu đó càng già nó càng ngu, lú lẫn. Rồi chúng ta thấy hai cái điểm đặc biệt. Chúng ta thấy đó, Đức Phật trong cái bài kinh gì? Bài kinh Đại Sư Tử Hống hay bài kinh gì đó, nhớ không nằm bài kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy đó. Con của ta là chỉ cho các bậc A-la-hán dầu là 120 tuổi mà có khiêng ta đi chăng nữa, đối với ta về tứ niệm xứ thì Ngài có thể giảng giải không biết mệt mỏi, không có cái sự quên và lầm lẫn chánh pháp. Thì đó mới được gọi là trưởng lão. Và câu kệ này được Đức Phật thuyết người trẻ có thể là trưởng lão. Như chúng ta thấy trong kinh điển, cái vị sa di như Ngài Xú Khá này, Ngài Tiết Xá này, rất là nhiều. Cái câu kệ gì? Câu kệ gì nói về Ngài Tiết Xá hả? Người trị thủy dẫn nước, đó là nói về Ngài Xú Khá. Người trị thủy dẫn nước, người làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, kẻ trí điều phục tâm. Ngài mới 7 tuổi thôi, nhưng mà Ngài điều phục tâm của Ngài, diệt tận tham sân si. Ngài đã trở thành bậc trưởng lão rồi, được chư tăng, các bậc A-la-hán lớn tuổi cung kính nữa. Như vậy các ngài cung kính, các ngài cung kính, các bậc trí cung kính nhau bằng gì? Các ngài cung kính nhau chính là cái pháp tánh ở trong tâm của các ngài. Các ngài biết được cái tướng, khi mà một vị đã hiện tướng giải thoát, các ngài thoát nên các ngài biết. Chứ không phải là cái chuyện lớn tuổi hay là nhỏ tuổi. Và đương nhiên ở trong tăng chúng thì vị nhỏ tuổi đương nhiên là giàu lạ, vì đó mình có tu trước cái chăng nữa, nhưng mà khi nói chuyện với vị lớn tuổi cũng không nên là mình tỏ thái độ mình là một cao hạ. Mà ở đây chúng ta thấy được là một vị trưởng lão, thì trong chánh pháp của Đức Phật, giàu là vị đó nhỏ nhưng mà kinh kệ thông thuộc, rồi pháp học pháp hành có đầy đủ năng lực,
và các ngài thông thuộc chia sẻ, và thậm chí là các ngài truyền đạt cho cả những cái vị lớn hạ lâu năm, như chúng ta từng ngài thiền sư Tê Chánh Ý Giá đó, lúc mà ngài hai mươi mấy tuổi đó thì ngài mới có một hạ thôi, nhưng mà ngài dạy thiền những cái vị mà những cái vị tỳ kheo thậm chí là hai ba chục hạ, ngài hướng dẫn những vị tỳ kheo đến hai ba chục hạ là chuyện rất bình thường. Vì sao vậy? Vì chỉ khi nào các ngài có cái pháp chứng đó, các ngài mới có đủ cái thẩm quyền để mà dạy về về pháp được thôi. Chứ còn chúng ta mà không, chưa có hiểu pháp được từ nơi tâm của mình, không có cách nào mà chúng ta đi ra dạy thiền được hết ấy. Mà chúng ta có dạy cái gì chăng nữa rồi ta cũng sẽ phá hoại và đổ bể hết. Tốt nhất là chúng ta kiên trì nghe diệu pháp. Và nhiều người đã lầm lạc ở cái điểm này. Và thời buổi bây giờ chúng ta thấy trường thiền ở khắp nơi và phương pháp thiền vô vàng. Cái đó không phải là tốt đẹp gì cả. Chúng ta nhớ là cái nào giáo pháp của Đức Phật đang bị biến hoại. Giáo pháp của Đức Phật phải thực sự hiểu để giải thoát, chứ không phải là để hư danh. Như vậy thì người trẻ có thể là trưởng lão, và người già cũng có thể là trưởng lão, tùy theo là khi mà các vị đó được học hành, được nghe diệu pháp, và vị đó tinh tấn hành trì và đầy đủ ba la mật, các ngài đầy đủ những cái đức hạnh, sanh ra không có bị nghiệp chi phối, xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, các ngài tu tập và đạt được những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, hay là cái tuệ danh sắc, rồi cho đến sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, thì đây là những cái bậc mà bậc là xứng đáng là cái vị trưởng lão trong giáo pháp của Đức Phật ở bất cứ lứa tuổi nào, và thậm chí là cả những người cư sĩ có được những cái pháp tánh này cũng được gọi là các bậc trưởng lão trong chánh pháp của Đức Phật. Người trẻ có thể là trưởng lão, không phải là trưởng lão. Và cái câu chuyện này khi được Đức Tôn ngài ngự ở kỳ viên và ngài thuyết cái bài pháp này liên hệ đến vị trưởng lão tên là Nakun Taka Phát Đi Giá. Một ngày nọ thì tôn giả Nakun Taka vào làm thị giả và hầu Đức Phật. Và khi vị này ra đi thì có 30 cái vị thầy tu ở trong rừng đến nhìn thấy. Thì các vị này vào gặp Phật và đảnh lễ, rồi các vị lui ra một bên để ngồi xuống. Lúc bấy giờ thì Đức Phật thấy 30 thầy đều có khả năng chứng đạo quả A-la-hán, và ngài bèn nói: các ông có thấy một vị trưởng lão vừa đi ra không? Thưa không, bạch Thế Tôn, các ông không thấy ư? Chúng con chỉ thấy một sa di. Này các tỳ kheo, đó không phải là sa di đâu, đó là một vị trưởng lão. Người ấy còn quá trẻ, thưa Thế Tôn. Tông gọi người nào là trưởng lão chỉ vì họ già. Như vậy là giáo pháp của Đức Phật á, ai mà nếm hương vị giải thoát mới được gọi là vị trưởng lão đích thực. Còn nếu là phàm phu thì chúng ta phải tinh tấn học hiểu trong giáo pháp của Đức Phật. Giới luật cần mỗi ngày cần phải thăng hoa, thiền định, thiền an tịnh, và trí tuệ của tứ niệm xứ cần phải được phát triển thì mới xứng danh là vị trưởng lão. Còn nếu không thì chỉ là cái đại họa cho Phật pháp thôi, chứ không có ích lợi gì cả.
Như vậy, này các tỳ kheo, đó không phải là vị sa di, đó là một vị trưởng lão, người ấy còn quá trẻ, thưa Thế Tôn. Phật nói, ta không gọi người nào là vị trưởng lão, chỉ vì họ già. Và ở đây chúng ta biết là lúc mà Đức Phật mới đắc đạo, các vị vua chúa, khi mà Đức Phật mới 30 năm tuổi, 36 tuổi, ngài về hoàng cung và ai cũng, ngài không có đảnh lễ ai cả, thì các vị mới nói là tại sao Sa môn Gautama này còn trẻ tuổi mà hỗn hào các vị trưởng lão như vậy, không đáng được đảnh lễ, à không có đảnh lễ. Thì Đức Thế Tôn dạy có bốn cái điều mà chúng ta biết, con rắn nhỏ này, hoàng tử nhỏ này, đốm lửa nhỏ này, và vị sa môn nhỏ đó. Như vậy thì chúng ta biết nè, 7 tuổi nhưng mà vị đó có đầy đủ đức hạnh. Có nhiều người xuất gia nhưng mà cả đời do ác nghiệp, do phiền não chi phối, nhưng không có đức hạnh gì cả. Thì cái kiếp đó vị đó cũng không được gọi là vị trưởng lão. Nhiều lắm, thưa quý vị, nhiều lắm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng trong chánh pháp của Đức Phật rồi mọi người, mọi chư tăng, mọi vị đều tốt đẹp. Không có như vậy, thưa quý vị. Nên trải qua rất nhiều kiếp sống, rất nhiều các loại phiền não khác nhau. Không phải là chúng ta mặc y, không phải chúng tôi mặc y là tốt đẹp. Không phải, thưa quý vị, không phải đâu. Trong thời Đức Phật thì chúng ta đọc tạng luật chúng ta biết rồi, huống chi là Đức Phật không còn tại thế, và thời bây giờ cũng vậy, thời nào cũng vậy hết. Người thì bị ác nghiệp chi phối, người thì phiền não chi phối, tất cả pháp nó là vô ngã, do nhân duyên. Có bậc thì đang tiến, có bậc thì thụt lùi, tất cả đều do duyên của các sanh khởi. Nên là chúng ta phải suy xét tại sao Đức Phật, chúng ta phải cung kính chư tăng, là chư tăng ở đây là gì, là các bậc phạm hạnh, các bậc thánh tăng này, như vậy đó. Còn chư tăng thì có phàm phu, có vị phàm phu hữu đức, có vị phàm phu đang tiến tu tứ niệm xứ, có vị thì đang chứng đắc tu đầu quần, vân vân. Có vị thì do ác nghiệp chi phối rất là nhiều. Khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy thì chúng ta mới tỏ tường, chúng ta không bị những cái lỗi lầm, mà chúng ta cũng không bị chúng ta cũng không có quá khắt khe là chúng ta bắt buộc những cái vị đó phải như thế này hay phải như thế. Đời sống của pháp nó không vận hành theo cái ý của chúng ta được. Các pháp nó vận hành theo nhân và duyên của chúng. Thậm chí là các vị thánh hữu học thì cũng chỉ có cái khoảnh khắc tốt, cái khoảnh khắc bất thiện thì cũng không thể nào là cái khoảnh khắc là vị thánh được cả. Chỉ có lúc mà tâm sơ đạo thôi, khi mà tâm sơ đạo sanh khởi rồi, thì lúc mà cái cài khởi lên tham dục, thì lúc đó cũng là tâm bất thiện, là pháp bất thiện, chứ nó không là pháp gì khác được. Nó không thể là cái pháp đó là nó khác được, không có chuyện đó xảy ra. Khi mà chúng ta hiểu được các pháp á, thì chúng ta không còn chấp trước. Chính vì không còn chấp trước á, thì chúng ta dần dần mới thấy ra các pháp. Như vậy thì Đức Phật không có lấy cái hình tướng để làm cái sự hướng dẫn, hay là không có lấy hình tướng để mà làm cái biểu tượng, mà Đức Thế Tôn lấy giáo pháp, lấy chánh pháp. Chỉ có người nào thực hành chánh pháp, chỉ có người nào tu tập cái con đường tứ niệm xứ tứ thánh đế này, chuyên cần tinh tấn hết kiếp này qua kiếp khác, đạt được tu đầu quần tứ đàm a la hán, thì Đức Phật dạy đây mới là vị trưởng lão, vị trưởng lão trong giới vức của
của giáo pháp của thánh mà thôi. Không phải vì trưởng lão dù tuổi cao bạc đầu, không tịnh hạnh tu trì, tôn xưng bậc hòa thượng, gọi xuông có ích gì? Gọi xuông có ích gì? Có nhiều vị xuất gia làm tỳ kheo, nhưng mà cũng đã biết là tâm tánh thì nó là phiền não, mà nó vô cùng là sang tham. Có nhiều loại sang tham lắm thưa quý vị. Có những cái loại sang tham nó thô, có cái loại sang tham nó rất là ngầm, nó dữ dội. Chứ không phải là chúng ta nghĩ đơn giản. Mà trong chánh pháp của Đức Phật á, đôi khi là Đức Phật ví cái vị, có nhiều vị tỳ kheo Đức Phật ví như kẻ trộm vậy, cướp á. Kẻ cướp ở đây này không có giết người chứ. Cái đó là một sự thật mà Đức Phật dạy, chứ không phải là chúng ta ấy gì cả. Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo á, có những vị là kẻ trộm. Kẻ trộm. Kẻ cướp. Như vậy trong tăng chúng cũng vậy. Nó có vô vàng những cái pháp mà nó bất thiện. Từ những cái ngũ uẩn, từ những cái nghiệp lực, từ những cái phiền não xa xôi hay là do cái sự thân cận trong kiếp này. Như vậy trong loài người của chúng ta, nó có đủ tất cả các loại thành phần hết. Do đó mà vậy chúng ta phải lấy cái tông chỉ lời dạy của Đức Phật để mà kiểm chứng. Như vậy Đức Phật không có nói rằng cái người đó lớn tuổi, già não thì được gọi là trưởng não. Mà cái trưởng não ở đây là các ngài phải có trí tuệ, đức hạnh, phải thông hiểu được lời của Đức Phật, phải có chi túc, phải có thu thúc luật căn, phải có cái đường hướng tu tập đúng đắn để xả ly, ly tham, để viễn ly, thì mới được gọi là vị trưởng lão. Và ở đây thì chúng ta biết cuộc sống thì vô cùng là ngắn ngủi. Ngắn ngủi. Một kiếp thì không đủ cho chúng ta để thấy ra được thiện và bất thiện đâu. Một kiếp chỉ đủ cho chúng ta tăng trưởng vô minh thì rất dễ. Chứ để thấy ra thiện và bất thiện là vô cùng khó. Để thấy ra cái thấy là vô thường, nghe là vô thường, ngửi là vô thường. Và thậm chí một kiếp sống mà để gặp được bậc hiền trí thôi, là cái kiếp đó là cái kiếp đó là chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp, đã từng nghe rồi, bây giờ nó nhớ, nó thấm đẫm vào tâm rồi, cái dòng sanh tử đó nó mới chạm vào cái đời này, chúng ta mới chạm vào các bậc trí được. Một trong bốn cái nhân của vị tu đồ huần là trước tiên là phải gặp bậc hiền trí và nghe pháp từ bậc đó. Bậc hiền trí ở đây trong chánh pháp là Đức Phật hay là chánh pháp, nhưng mà bậc hiền trí ở đây chúng ta phải gặp là các bậc chư tăng hay là người cư sĩ mà thực sự biết được con đường tứ thánh đế này, rồi nghe diệu pháp từ vị đó và thẩm xét. Và bất cứ bậc hiền trí nào thì chúng ta biết là chúng ta khi thân cận là chúng ta sẽ kiểm chứng vị đó thay đổi hoàn toàn, các cái đức hạnh của vị đó rất là tự nhiên nhưng mà rất là trong sáng, không có trên. Nghe diệu pháp từ vị đó và tùy thuận pháp hành khéo như lý tác ý. Như vậy là bốn cái nhân mà để trở thành vị tu đồ huần. Như vậy chúng ta thấy một kiếp thì không có đủ cho chúng ta để thấy ra được các pháp như chúng là đâu.
Đừng có ai nghĩ rằng ảo tưởng tôi thực hành cái thiền này hay thiền kia sẽ chứng được cái này cái nọ. Khi nào mà chúng ta chưa nghe đủ về cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhân duyên nào mà phiền não sanh khởi và nhân duyên nào mà diệt trừ phiền não. Có phải tất cả mọi khổ đau nó đến từ mắt chúng ta không? Đến từ tai không? Đến từ mũi không? Đến từ thân của chúng ta hiện tại không? Hay là nó đến từ đâu nữa? Không. Nó chỉ là cái màu, nó xuất hiện rồi nó biến mất thôi. Nhưng mà nó đã làm cho vô minh duyên hành rồi. Nó chỉ là những cái âm thanh vô thường đi qua tai, rất là ngắn ngủi thôi. Nó đã khởi lên vô minh duyên hành rồi. Nó chỉ là những cái mùi thơm hay mùi thúi nó khởi lên thôi. Rồi nó diệt đi thôi. Nó cũng đã là vô minh duyên hành rồi. Chứ không phải nó là một cái gì nữa, thưa quý vị. Có phải là trong đời sống này chúng ta tiếp xúc với nó hàng ngày chỉ có các pháp? Cái là thực thì chúng ta luôn luôn bỏ quên nó. Còn cái không thực thì chúng ta luôn luôn nhớ về con người này, con người kia. Câu chuyện này, câu chuyện nọ. Ông này tốt, bà kia xấu. Nó cả ngày, cả tháng rồi cả đời. Nhà tôi đẹp, vân vân. Nhưng mà chúng ta có hiểu được một chút nào về chúng không? Nó xuất hiện đó, nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Nếu mà những cái này chúng ta không hiểu thì làm sao mà chúng ta là bậc trưởng lão ở chỗ nào? Một chút pháp không biết thì làm sao là trưởng lão được, thưa quý vị? Cái đó là trưởng tham chứ không có trưởng lão được đâu. Hàng ngày chúng ta giờ đụng cái cứng cái mềm suốt cả ngày, nhưng có khi nào chúng ta được chánh niệm thực sự về nó không? Có một khoảnh khắc nào hiểu nó không? Cái cứng liệu nó có thay đổi thành cái mềm trong quá khứ hay trong tương lai được không? Nó có trở thành cái gì được nữa không? Nó không trở thành được cái gì nữa cả. Nhưng mà khái niệm thì sao? Khái niệm thì quá khủng khiếp phải không? Cuộc sống là gì? Kiếp sau là gì? Kiếp sau là ngày hôm qua. Những cái đã diệt đi vào hôm nay, chúng ta đã bỏ lại. Kiếp sau là ngày mai. Vậy ngày mai có cái gì? Kiếp sau có thể là đêm nay. Có rất nhiều người đêm nay sẽ chấm dứt kiếp này. Và ngày mai nghiệp đã tái sanh ở một bào thai mới. Có thể trong tăng chúng kiếp sau vị đó có vị tu đầu vườn, nhưng mà có vị đã thành những con rắn, thành những con lai, đã vào bào thai những con rùa. Ai biết được? Ai biết được? Nên đừng có dễ vui, đừng có phóng dật, đừng nghĩ mình là đại ca. Đừng có nghĩ mình tài giỏi gì ở trên đời này. Kiến thức trong chánh pháp của Đức Phật thì nó cũng vô cùng tốt đó, nhưng mà nó cũng vô cùng tai hại. Nhưng một khi chạm tại thì vô minh mới được chấm dứt. Trí tuệ nó chỉ lấy thực tại để phát triển mà thôi. Chứ khái niệm không bao giờ làm cho trí tuệ tăng trưởng được. Do vậy chúng ta thấy, dầu là thiền định có tới phi phi tưởng xứ hay chăng nữa, nhưng mà chẳng bao giờ có thể đắc được đạo quả. Vì sao vậy? Vì hai pháp này nó khác nhau. Bạn đang ở trong thiền định, bạn xuất ra khỏi thiền định thì thiền định nó diệt rồi. Làm sao bạn lấy hai cái sát na định, lấy sát na của thiền định mà ghép vào sát na của định của thiền tuệ?
Bạn dùng cái cách nào? Một tâm nó đã diệt đi hoàn toàn. Bạn trả lời dùm tôi đi. Nếu bạn không có chánh kiến, bạn chỉ mù mờ mà thôi. Hai sát na đó, nó có gặp nhau một lần nào không? Nó có sanh chung được không? Mà đòi lấy cái này đắp vào cái kia. Tứ niệm xứ hoàn toàn là tứ niệm xứ thực tại trong đời sống hàng ngày. Pháp dẫn xuất thế gian, nên là chúng ta cần phải hiểu biết rất là đúng đắn. Nhưng mà quả thật, đời sống này không có gì khó hiểu bằng cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày là vô ngã đâu. Chúng ta nhắc nhở nhau suốt cả ngày, chúng ta cũng không bao giờ mà có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta không nhắc về những cái này thì chúng ta luôn luôn quên. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta không nhắc nhở nhau về cái này là chúng ta nhắc nhở nhau về tà pháp chứ không phải là chánh pháp nữa. Chúng ta nhắc nhở về cái sự thật này để chúng ta không còn nghi ngờ về chúng. Đức Phật không có dạy cái gì ngoài cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống là vô thường, là khổ, là vô ngã, là pháp duyên sanh. Ngày mai có cái gì? Ngày mai cũng là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Bạn không thể tìm thấy cái khác được. Tất cả những cái gì, cái là thực bạn không hiểu, thì luôn luôn bạn chìm vào trong mộng của khái niệm suốt từ sáng đến chiều đời này qua đời khác mà thôi. Làm sao trở thành một vị trưởng lão khi mà chúng ta không biết được giáo pháp của Đức Phật ở đâu, duyên sanh như thế nào? Nếu không có đối tượng thị giác, nếu không có nhãn căn, thì liệu nhãn thức có sanh khởi được không? Và ai tạo ra các pháp này? Có ai có cái bàn tay nào tạo ra pháp này không? Không thể có. Và chúng xuất hiện luôn luôn trong đời sống hàng ngày. Chỉ có từ đây mọi đức hạnh, mọi giới hạnh, mọi trí tuệ mới được phát triển mà thôi. Còn nếu không phải từ đây, không bắt đầu từ đây, thì không có một con đường nào để trở thành vị trưởng lão cả. Vậy mới nói rằng vô cùng kham nhẫn để chúng ta chỉ nghe về các pháp trong đời sống hàng ngày là vô ngã. Chứ không phải chúng ta kham nhẫn, chúng ta ngồi ở đó thật là đau lưng 2-3 tiếng đồng hồ chúng ta. Đó là kham nhẫn, không phải. Sự kham nhẫn tức là luôn luôn bền chí với khoảnh khắc này. Và chúng cứ trôi đi, rồi xuất hiện, trôi đi, rồi xuất hiện. Chúng ta biết là con mèo nó căng một cái căng cái con chuột cống đó. Tức là nó ở cái miệng cống đó, cái con mèo chúa đó, nó ăn xong rồi
nó ra đó, nó cứ nằm ở đó, nó ngủ ở đó. Rồi con chuột cống cứ thò ra, rồi con mèo lấy tay nó vờn, con chuột cống thục vào, rồi nó ăn ngủ ở đó. Suốt ngày suốt đêm. Thì cũng vậy, chúng ta muốn thấy Pháp. Cứ sáu cửa giác quan này, chúng ta nghe về chúng, nhớ về chúng, niệm về chúng, rồi chúng ta sẽ thấy chúng mà thôi. Chứ chúng ta không thể thấy Pháp ở đâu được cả. Khi mà chúng ta thấy Pháp rồi, thì bậc trưởng não ở trong tâm của chúng ta mới sanh khởi được. Chứ còn hình thức bên ngoài chưa nói lên điều gì cả. Về câu kệ này, Đức Phật dạy cho chúng ta biết thế nào là vị trưởng não. Vị trưởng não tức là vị phải có giới hạnh, có đức hạnh trang nghiêm, thông thuộc pháp học, pháp hành, đầy đủ oai nghi tế hạnh, và nhất là tâm phải hướng đến con đường thánh đạo, thấy rõ được các pháp như chúng ta. Đây mới được gọi là vị trưởng não trong giáo pháp của Đức Phật, giàu ở bất cứ tuổi nào, bất cứ địa vị nào. Và thời Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên. Chúng con kính dâng đến tất cả chư Đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc Thầy Tổ, các bậc Hữu Ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Các Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế, tứ thánh đạo, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp này. Nam mô Bụt Tha gia. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Chúng con muốn xin báo thông báo sư có làm mấy cốc của chư tăng nên là ai có hùng phước vật liệu gì đó thì sư xin hoan hỷ ha. Chúng con xin chúc phúc cho rung ạ. Phawa tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nu pha ve na sada soti pha wan tu te. Tất cả phước báo hẳn có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin vô quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sâm ti quý hà ra qua si ni Phụ bê gà rê bồ thi gà rê tà hình tà hình tà thăm ma đà đê na ba quan tu vô chi ta xót thiên ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thê ra cha mát cha na qua ca cha